Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình Hòa Nhịp Phát Triển để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin vấn đề sự kiện diễn ra từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình trưa nay ngày 21 tháng 2, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý. Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp diễn ra từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 12 tháng 8 năm 2025 với quyết tâm thực hiện 48 công trình, 154 phần việc. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép tăng cường hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, đảm bảo thu ngân sách năm 2023. Huyện Đất Đỏ phát động sưu tầm ảnh Đất Đỏ xưa và nay và cuộc thi viết cảm nhận về quê hương Đất Đỏ. Thành phố Vũng Tàu là địa phương được cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu tổ chức. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 12 tháng 8 năm 2025 nhằm huy động các đoàn viên hội viên, người dân chung sức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động các nguồn lực để thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế. Trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu đăng ký thực hiện 48 công trình, 154 phần việc, trị giá 15 tỷ đồng. Trong đó chú trọng vận động xây và sửa chữa nhà cho người nghèo, phấn đấu không để hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, thực hiện các mô hình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế. Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị đã ký giao ước thi đua. Dịp này, các tổ chức doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ chương trình an sinh xã hội của Mặt trận Tổ quốc thành phố với số tiền 1 tỷ đồng và 12 tấn gạo. Cùng với các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh, thời gian này, các trường trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đang tập trung ôn tập, sẵn sàng tâm thế cho học sinh khối lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2023. Năm học này, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu có gần 600 học sinh khối lớp 12. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phân luồng học sinh theo hai khối ngành, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đồng thời phân loại học sinh theo năng lực học tập để phụ đạo thêm. Nhà trường cũng phân công giáo viên giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm để bồi dưỡng kiến thức và luyện đề thi cho học sinh. Em nào mà có định hướng là thi vào đại học những tốt cao thì sẽ phân ra ở cái lớp gọi là lớp chọn, tạm gọi là lớp chọn. Còn những học sinh học gọi là mức trung bình hoặc là yếu hơn các bạn đấy thì sẽ định hướng cho các bạn là thi vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, định hướng đi làm, hay là các bạn có một số bạn thì sẽ đi du học, hay là sẽ vừa đi học vừa làm ở các nước bạn. Thì chúng tôi định hướng rõ ràng như vậy, cho nên cái việc phân luồng học sinh sẽ dễ và cái việc ôn tập cho học sinh sẽ dễ hơn. Cũng may mắn là được các thầy cô trong trường giúp đỡ, cho nên là em cũng không lo lắng lắm về việc giảng dạy của các thầy cô, nên em chỉ cần tập trung ôn thi để được kết quả tốt nhất của mình. Hiện nay thì em ôn theo thầy cô trên lớp, ngoài ra còn tham gia những khóa học thêm online ở trên mạng xã hội, tìm kiếm những đề giải, những bài giải nâng cao khác nhau. Chuẩn bị cho học viên khối 12 bước vào kỳ thi trung học phổ thông năm nay, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp Vũng Tàu chú trọng dạy và học theo đúng chương trình hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời trung tâm cũng nắm bắt nhu cầu của phụ huynh và học sinh để phân loại các em theo nguyện vọng. Đối với học sinh khá giỏi có nguyện vọng thi đại học, cao đẳng, giáo viên sẽ tăng cường thêm kiến thức nâng cao, ôn tập các dạng đề phù hợp với tổ hợp môn mà các em lựa chọn. Riêng những em có học lực trung bình, yếu, giáo viên sẽ hỗ trợ các em hệ thống lại kiến thức ngay từ đầu năm và bố trí cái tiết dạy phụ đạo tăng cường cho các em, cũng như là luôn luôn gửi gắm các thầy cô chủ nhiệm cũng giáo viên bộ môn để sao cho họ dìu dắt cái lứa học sinh của năm học lớp 12 này
Thầy cô thì cũng có mở ra những cái buổi học, học thêm, những buổi học phụ đạo để định hướng cho tụi em, rồi để cho tụi em có thể tập trung vào cái việc mà ôn thi tốt nghiệp. Hiện nay về phục vụ cho các công tác kỳ thi tốt nghiệp, em tự tìm đề cương trên mạng và nói chung đa số là em tự giác học. Nhà trường cũng có tạo ra nhiều phương pháp dạy các em, như là cho các đề cương, trung tâm ôn luyện cho em vào các buổi chiều thứ hai đến thứ sáu là 4 tiết. Năm học 2022-2023, toàn thành phố Vũng Tàu có gần 3.800 học sinh khối 12 ở các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp Vũng Tàu. Phấn đấu 100% học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp thành phố chỉ đạo giáo viên giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cốt lõi đã học song song với việc luyện đề thi phù hợp, đồng thời khuyến khích các em cập nhật thêm kiến thức từ các phần mềm trực tuyến, bài giảng online. Thưa quý vị, tìm một nơi để con trẻ vừa được vui chơi, vừa có thể tiếp nhận kiến thức, kỹ năng hữu ích, thoát khỏi TV, điện thoại, thực sự là vấn đề nan giải với nhiều gia đình, nhất là những gia đình ở khu vực thành thị. Ở thành phố Vũng Tàu, gần đây xuất hiện mô hình câu lạc bộ kỹ năng do chính các bậc cha mẹ có con nhỏ thành lập. Nơi sinh hoạt là nhà của một trong số các thành viên câu lạc bộ có khuôn viên rộng. Mỗi dịp cuối tuần, thành viên câu lạc bộ gồm trẻ nhỏ và cả cha mẹ cùng tham gia sinh hoạt, cùng trẻ vận động hoặc tham gia hoạt động dã ngoại. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình sinh hoạt hữu ích này. Buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ kỹ năng tại thành phố Vũng Tàu với các thành viên gồm trẻ nhỏ từ 4 đến 12 tuổi và cha mẹ của trẻ. Câu lạc bộ sinh hoạt vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần và đã được duy trì hơn 3 tháng nay. Trẻ nhỏ cùng cha mẹ chơi những trò chơi vận động hoặc cùng thực hiện những kỹ năng hữu ích trong sinh hoạt thường nhật theo kế hoạch do ban chủ nhiệm câu lạc bộ xây dựng theo tuần, theo tháng. Và kỳ này, những thành viên nhí trong câu lạc bộ được giao đề tài tặng sách cho bạn. Đầu tiên là mua nè. Thứ hai là mình lấy sách ở nhà. Đúng rồi. Thứ hai là mình tự đóng góp đúng không? Tự đóng góp đúng không? Có sách gì nhỉ? Ok. Đóng góp. Phương án thứ ba là sao? Thay vì mình mua mình có thể làm sao? Mình tự làm được không? Được. Ok, tự làm. Vậy hả? Ngoài sách ra thì mình còn có những cái ấn phẩm gì mà có thể là giúp cho việc đọc tốt hơn? Báo này đúng không? Nên tiếp theo là mình sẽ thuyết phục đúng không? Thuyết phục bạn bè đúng không? Ban đầu câu lạc bộ chỉ có 4 đến 5 bé trong nhóm cùng lớp. Dần dần, hoạt động của câu lạc bộ lan tỏa đến nhiều phụ huynh qua chia sẻ trên mạng và số lượng thành viên tăng lên. Nay có hơn 15 trẻ. Cha mẹ của các thành viên được khuyến khích cùng tham gia. Con tham gia hoạt động thì con rất là thích. Con thích làm việc nhóm. Tinh thần là của làm việc nhóm á. Xong rồi con tinh thần là đồng đội, rồi giúp đỡ nhau. Dạ, con rất thích vào câu lạc bộ này vì nó giúp con tự tin hơn và mạnh dạn hơn. Bé nó cái tính đã nhút nhát rồi. Có câu lạc bộ kỹ năng sống này, có một cái môi trường để cho dành cho các cháu để cùng nói chung là cùng chơi và cùng kiểu nó cùng nói chuyện trao đổi với nhau để cho các cháu có thể tự tin hơn trong các giao tiếp hàng ngày. Khi bé tham gia được một thời gian á, mình thấy nó khá là hay. Tại vì ngoài là biết thêm bạn bè thì bé được có thể là nâng cao được kỹ năng sống nữa. Bé biết thuyết trình này, xong rồi chơi các trò chơi dân gian và có cái kỹ năng giao tiếp trước mặt mọi người ấy, và bé tự tin hơn rất là nhiều. Câu lạc bộ kỹ năng đang tiếp tục gia tăng thành viên. Trẻ nhỏ có một sân chơi hữu ích và từ đây các bậc cha mẹ cũng có những bài học hữu ích trong nuôi dạy con,
đồng hành cùng con trẻ trong quá trình hoàn thiện nhân cách, trí tuệ, thể lực, thêm gắn kết tình thân lẫn mối quan hệ xã hội. Thưa quý vị, sau hơn 16 tháng học tập, lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa 106A năm 2021-2023, hệ không tập trung mở tại thị xã Phú Mỹ đã hoàn tất. Lễ bế giảng khóa học vừa được Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thị ủy Phú Mỹ tổ chức. Tham dự lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa 106A có 59 học viên là cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Sau 16 tháng học tập, đến nay các học viên đã hoàn thành 13 môn học. Nội dung các môn học được giảng dạy theo hướng cải tiến, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác lý luận trong tình hình hiện nay, giúp học viên nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực vận dụng cho thực tiễn trong quá trình công tác. Kết quả 100% học viên hoàn thành chương trình học và được cấp bằng tốt nghiệp. Dù hoạt động xuất nhập khẩu đang dần khởi sắc hơn so với những tháng cuối năm 2022, song theo nhận định của ngành hải quan, đơn hàng của doanh nghiệp vẫn giảm mạnh so với những năm chưa có dịch COVID-19. Việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của ngành vì vậy vẫn khó khăn. Để đảm bảo nguồn thu, các đơn vị trong ngành hải quan đã chủ động rà soát nguồn thu, tăng cường hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. Ghi nhận tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép. Năm 2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép thực hiện thông quan điện tử cho gần 25.500 tờ khai hải quan, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 5,1 tỷ đô la, tổng thu ngân sách đạt hơn 7.041 tỷ đồng, vượt 1% chỉ tiêu được giao. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 kéo dài và rơi chọn vào tháng 1, nhưng tổng số tờ khai hải quan trong tháng vẫn tương đương tháng 1 năm 2022 với gần 2.000 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 408,7 triệu đô la, thu ngân sách đạt gần 526 tỷ đồng. Riêng dịp Tết, Hải quan cửa khẩu Cái Mép tiếp nhận và xử lý 452 hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Công ty em là công ty xuất nhập khẩu, thì một tuần bọn em xuống đây tầm 3-4 lần làm thủ tục. Thì cũng là dễ, với lại anh chị cũng hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Trong một bộ là có kết quả. Tôi thường xuyên làm thủ tục ở Chi cục Hải quan Cái Mép. Thì thường xuyên một tuần chắc phải 7 ngày. Thì giấy tờ thủ tục ở đây thì cán bộ và làm rất là nhanh gọn và rất là thuận lợi. Hồi trước thì làm thì chưa có trên hệ thống thì cũng khá là lâu, nhưng mà bây giờ thì hệ thống đã phát triển rồi thì rất là nhanh gọn. Kim ngạch và số thu đạt kết quả tốt ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép là do hoạt động xuất nhập khẩu đang khởi sắc. Bên cạnh đó, Chi cục đã chủ động triển khai các giải pháp đồng hành, tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy nhanh giải quyết thủ tục hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu. Toàn thể các bộ công chức trong đơn vị trong cái việc mà tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng hải quan số vào cái hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ các cái doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tổ chức các cái buổi gặp gỡ, đối thoại cũng như tham vấn các doanh nghiệp để từ đó nhận diện ra những cái khó khăn của doanh nghiệp và có những cái hoạt động hỗ trợ. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 7.350 tỷ đồng trong năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Chi cục cũng tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại, thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu qua mã số, qua giá, quản lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng, quản lý rủi ro, đồng thời tăng cường kiểm tra sau thông quan. Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức lễ phát động sưu tầm ảnh Đất Đỏ xưa và nay và cuộc thi viết cảm nhận về quê hương Đất Đỏ chào mừng 20 năm thành lập huyện ngày 9 tháng 12 năm 2003, 9 tháng 12 năm 2023. Đợt phát động sưu tầm ảnh Đất Đỏ xưa và nay giúp huyện Đất Đỏ sưu tầm lưu giữ lại những hình ảnh đẹp, chân thực, có ý nghĩa giá trị về nhiều mặt để phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, quảng bá về vùng đất, con người Đất Đỏ qua các thời kỳ lịch sử.
Từ nay đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, huyện sẽ tiếp nhận các hình ảnh qua Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện. Cuộc thi viết cảm nhận về quê hương đất đỏ dành cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Các bài viết, tác phẩm cảm nhận về vùng đất và con người đất đỏ, về truyền thống văn hóa cách mạng trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển của huyện, những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đất đỏ trong 20 năm qua. Bài dự thi gửi về Phòng văn hóa thông tin huyện đất đỏ hoặc gửi qua địa chỉ email vhtt@dattdo.baria-chungtao.gov.vn. Ngay sau lễ phát động sưu tầm ảnh đất đỏ xưa và nay, ban tổ chức đã tiếp nhận 20 tác phẩm ảnh, trong đó có 10 tác phẩm do Quân đoàn Công binh Hoàng gia Úc tham chiến tại Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1972, tặng Hội cựu chiến binh huyện. Thưa quý vị, thành phố Bà Rịa hiện có 282 trẻ mồ côi, trong đó có 38 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tác động của dịch COVID-19, cần được hỗ trợ chăm sóc. Thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát động các Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường, Hội Phụ nữ Công an thành phố vận động nguồn lực chăm sóc cho các em. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa đã phối hợp với các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp nhận đỡ đầu 38 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 24 triệu đồng một tháng. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố cũng trao hơn 127 triệu đồng, hai sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ tặng vật chất, nhiều mẹ đỡ đầu còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần các con, tổ chức cho các con cùng đi du lịch với gia đình, nên phần nào chia sẻ những thiệt thòi, mất mát, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các em. Thưa quý vị, vụ thu hoạch lúa đông xuân 2022-2023 năm nay, giá lúa tươi liên tục tăng cao, giúp nông dân phấn khởi. Tuy nhiên, theo các thương lái thu mua lúa gạo, thị trường lúa gạo luôn diễn biến khó lường, phụ thuộc vào cung cầu trong nước lẫn xuất khẩu, nên giá lúa những ngày tới dự báo ít nhiều sẽ giảm. Cũng vì vậy nên dù đang vui, nhưng nhiều nông dân vẫn lo lắng điệp khúc không có lời, nhưng vẫn phải bán đổ bán tháo để trang trải chi phí và lo cho vụ lúa mới sẽ lại tái diễn, ghi nhận tại huyện Long Điền. Đầu vụ thu hoạch lúa đông xuân năm nay, giá lúa tươi được thương lái thu mua tại ruộng đạt mức đỉnh nhất trong 2 năm qua, giúp nông dân Bà Rịa Vũng Tàu phấn khởi sau một thời gian dài giá hạ, tiêu thụ chậm, có thời điểm phải tính đến chuyện bỏ ruộng. Hiện giá lúa tươi cho phẩm chất gạo tốt đang được thu mua ở mức 6.900 đồng một ký, loại thấp hơn dao động ở mức 5.200 đến 5.400 đồng một ký. Với mức giá này, sau khi trừ tất cả chi phí, nông dân có khả năng thu lời từ 25 đến hơn 30 triệu đồng một hecta. Giá cả lúc này như mùa này thì được, chứ còn mấy mùa trước quá tệ. Các thương lái thu mua lúa gạo lớn trên địa bàn tỉnh cho biết, giá lúa gạo neo ở mức cao hơn nửa tháng qua là do lượng lúa thu hoạch chưa nhiều. Theo quy luật cung cầu, khi bước vào thu hoạch rộ, giá lúa thường điều chỉnh giảm, còn việc giảm ít hay nhiều phụ thuộc vào thị trường lúa gạo trong nước lẫn nhu cầu xuất khẩu. Năm nay dưới cái mức giá này thì nông dân có thể sống được, nhưng mà có thể là nếu mà rộ lên á, cái giá có thể là nó ổn định tới cái mức giá khoảng 6.500 lúa thơm. Còn lúa mà thường á, có thể là nó hạ lại xuống khoảng 6.200. Đó. Thì cái mức giá này chắc không đến nỗi hạ nữa đâu. Tại vì thị trường bây giờ nó cũng ổn định, không đến nỗi. Theo dự báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng gạo trên thế giới tiếp tục tăng do những bất ổn về kinh tế chính trị, xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, khiến nhu cầu tích trữ lương thực cao hơn, tạo cơ hội cho gạo Việt Nam xuất khẩu với giá cao, giúp nông dân được hưởng lợi. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng này bền vững hay không thì rất khó đoán định. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.